cuộc sống như những con sóng. Lúc dữ dội, khi bình yên. Không sợ hãi, đầy đam mê. Bạn bước đến, nắm lấy, tin tưởng, sẻ chia. Cùng chúng tôi tạo nên cuộc sống tươi đẹp. PTI, người bạn đích thực. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và tuần này thì chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ 3 thuộc bảng D vòng chung kết World Cup 2018. Trận cầu được coi là tâm điểm giữa đội tuyển Nigeria và Argentina. Sở dĩ đây được coi là tâm điểm bởi đây là hai đội bóng bỗng nhiên mang duyên nợ với nhau. Nigeria đã thắng Iceland 2-0 để mang lại cơ hội cho Argentina. Còn Argentina thì buộc phải thắng Nigeria ở trận đấu cuối của vòng bảng để giành tấm vé đi tiếp. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với đội hình dự kiến của hai đội. Thưa quý vị và các bạn, giống như những trận đấu vừa qua thì bên phía đội tuyển Argentina chúng ta thấy họ vẫn trông cậy vào những cái tên trên hàng công như Sergio Aguero, Di Maria và đặc biệt là Messi. Trong khi đó ở hàng tiền vệ và đặc biệt là hàng hậu vệ họ đã chơi không tốt trong thời gian vừa qua, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy không có nhiều xáo trộn với sự xuất hiện của Mascherano, Biglia, Banega, Fazio hay Otamendi. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Nigeria dĩ nhiên họ không có lý do gì để thay đổi cái đội hình đã mang lại chiến thắng trước Iceland cho họ. Trên hàng công họ vẫn trông chờ vào Ahmed Musa, ngôi sao đặc biệt ở trận đấu vừa qua, và Iheanacho. Trong khi đó thì với đội hình sơ đồ gồm có 5 tiền vệ, Mikel vẫn là mỏ neo cuối cùng. Và hàng hậu vệ của họ gồm 3 người, đó là Balogun, Ekong và Omeruo. Và thủ môn sẽ là Uzohua. Thưa quý vị và các bạn, ở những trận đấu vừa qua thì chúng ta có thể thấy Argentina đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn đáng thất vọng so với Nigeria. Trong đội hình này thì chúng ta không thể không nhắc đến hai ngôi sao, đặc biệt đó là Lionel Messi và bên phía Nigeria là Ahmed Musa. Ahmed Musa bỗng dưng nổi lên như một ngôi sao và cả thế giới biết đến anh chỉ sau 2 bàn thắng vào lưới của Iceland. Tiền đạo đang khoác áo của câu lạc bộ Leicester City đã có một trận đấu cực kỳ thành công, trong khi đó thì Messi đã không thể hiện được nhiều sau 2 trận đấu vừa qua. Lionel Messi đã thi đấu 126 trận cho đội tuyển quốc gia, anh ghi được 64 bàn. Và Ahmed Musa thì đã khoác áo đội tuyển quốc gia 74 lần và ghi được 15 bàn thắng. Rõ ràng nếu mà để so sánh Messi và Musa thì nếu nhìn vào thành tích của hai cầu thủ này tại cấp câu lạc bộ thì rõ ràng là cực kỳ chênh lệch. Tuy nhiên ở vòng chung kết vừa rồi thì chúng ta đã thấy Messi chưa hề đem lại bất cứ một tín hiệu tích cực nào cho đội tuyển, thậm chí anh còn đá trượt cả penalty. Còn Musa thì với 2 bàn thắng anh đang xứng đáng được tôn vinh. Xét về thành tích của hai đội tuyển trong thời gian vừa qua, chúng ta có thể nhìn ra Nigeria họ đã tham dự vòng chung kết World Cup 6 lần, có 3 lần vào đến vòng 16, thi đấu 20 trận, thắng 6, hòa 3 và thua 11, ghi được 22 bàn thắng và để thủng lưới 29 bàn. Trong khi đó bên phía đội tuyển Argentina họ đã vào vòng chung kết World Cup 17 lần, có 2 lần vô địch. 79 trận đấu thì họ đã thắng 42, hòa 15 và thua 22, ghi được 132 bàn thắng và để thủng lưới 88 bàn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tỷ lệ của trận đấu này. Chúng tôi vừa cập nhật tỷ lệ lúc này là Argentina chấp 1 hòa, chấp Nigeria 1 hòa. Tôi cho rằng đây là một tỷ lệ nếu như nhìn vào vị trí của hai đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA cũng như nhìn vào những ngôi sao trong hai đội hình thì rõ ràng đây là một tỷ lệ nhìn qua thì có vẻ hợp lý. Nhưng nếu như nhìn vào những gì mà hai đội đã thể hiện thì đây là một tỷ lệ hoàn toàn rất là khó cho Argentina, bởi vì các chân sút của Argentina đang chưa tìm lại được phong độ trong hai trận đấu vừa qua, trong khi đó thì Nigeria đang trình diễn một lối chơi tấn công rất là đẹp mắt. Với tỷ lệ chấp 1 hòa như thế này thì theo tôi sẽ chọn Nigeria. Đây là một trận đấu sẽ không hề dễ dàng cho Argentina. Và bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ của chúng ta mới cập nhật đó là 2/3/4, tức là 3 thì tài ăn nửa tiền. Đây là một tỷ lệ chúng ta có thể nhìn thấy là trận đấu này sẽ có khá nhiều bàn thắng. Nếu như nhìn vào tỷ lệ độ này thì chúng ta có thể nhận định rằng đây là trận đấu mà sẽ có ít nhất là 3 bàn thắng. Và tôi cũng sẽ nhận định rằng trong một ngày mà các tiền đạo của đội tuyển Argentina không còn gì để mất, họ buộc phải vùng lên thì sẽ có những bàn thắng đẹp. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Nigeria họ sẽ chờ đợi những cơ hội để phản công. Và với sự yếu kém của hàng hậu vệ Argentina trong thời gian vừa qua thì rõ ràng cơ hội phản công cho những tiền đạo cực nhanh của Nigeria sẽ đem lại cho họ những bàn thắng, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và chúng ta cũng vẫn còn một cái điểm tựa để có thể so sánh tiếp về tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này. Đó là trong 5 trận đấu đã qua của hai đội tuyển này họ đã gặp nhau thì tất cả các trận đấu đều có trên 3 bàn thắng. Chỉ có một trận đấu duy nhất diễn ra vào năm 2010 là họ Argentina đã thắng với tỷ số 1-0. Còn 4 trận đấu còn lại đều có từ 4 bàn thắng trở lên và
Nếu như với nhận định này thì tôi hoàn toàn có thể yên tâm để chọn tài ở trận đấu này. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Giovanni, Bia Budweiser và bảo hiểm Bưu điện PTI. Xin chúc quý vị và các bạn có một mùa World Cup thành công và vui vẻ. Xin cảm ơn.